Và dường như nhà Tom Ford đó, họ cũng đã cố gắng cải thiện rất là nhiều ở cái mùi hương Woodwood, cái phiên bản mùi phum lần này. Thật sự đây là một cái mùi hương rất là độc đáo, nó có nét cá tính riêng mà rất là hiếm chai nước hoa nào có thể làm được giống như vậy. Tuy nhiên có một vấn đề ở cái chai nước hoa này, và đó cũng là điều mà mình muốn các bạn cân nhắc. Hello chào các bạn, mình là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Còn nếu như các bạn mới biết đến kênh của mình thì là kênh mình sẽ chia sẻ về những mùi hương nước hoa cho các nam và nữ chỉ trên góc nhìn cá nhân của mình, để các bạn có thêm những thông tin nếu như các bạn quan tâm một chai nước hoa nào đó. Và như các bạn đã thấy qua cái màn hình thumbnail và tiêu đề của video này, thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ về cái chai Woodwood Perfume mới ra mắt năm 2024 này. Hiện tại thì mình vừa mới về Việt Nam luôn và mình tranh thủ quay cái video này cho các bạn. Bởi vì mình biết cái mùi hương Woodwood là một cái mùi hương mà có rất là nhiều bạn nam yêu thích từ cái phiên bản Woodwood Perfume mà ra mắt năm 2007 á. Tuy nhiên á, thì có một vấn đề á, mình nhớ hình như là từ năm 18, 19 gì đó, lúc mà cái chai Woodwood á, nó bị thay đổi cái ngoại hình á. Nếu các bạn biết á, thì cái chai Woodwood hay là những cái chai nước hoa của nhà Tom Ford trước đây á, họ thiết kế ở cái dạng chai nhám chứ không phải là cái dạng chai thủy tinh như bây giờ. Thì lúc đó khi mà bị thay đổi cái ngoại hình á, thì có nhiều thông tin á, là cái chai Woodwood á, nó bị thay đổi công thức mùi hương. Dẫn đến cái việc là có rất là nhiều người phê bình về cái hiệu năng mùi của những cái chai Woodwood mà cái phiên bản lúc trước. Cũng chính vì điều đó mà những cái người mà yêu thích cái mùi hương Woodwood trước đây họ mong muốn là nhà Tom Ford có thể cải thiện cái mùi hương Woodwood hoặc là tạo ra một cái phiên bản mới với hiệu năng mùi tốt hơn. Và maybe là đáp ứng nhu cầu khách hàng thì nhà Tom Ford đã ra mắt cái phiên bản perfume này trong năm nay. Và chia sẻ luôn với các bạn thì đây là một mùi hương nó rất là hay, nó cực kỳ ngon luôn. Tuy nhiên thì mình nghĩ các bạn nên cân nhắc trước khi mà muốn sở hữu nó. Lý do vì sao thì mình sẽ giải thích trong cái video này. Và nếu các bạn xem cái video này hay thì hãy để cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp theo nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Về phần ngoại hình của cái chai Woodwood Perfume này thì nếu các bạn nào mà quan tâm tới những chai nước hoa của nhà Tom Ford, đặc biệt là dòng Rapid Blend thì các bạn không xa lạ gì với là cái thiết kế của nhà Tom Ford nữa. Tuy nhiên có một điều đặc biệt là so với là những cái phiên bản trước đây thì cái phiên bản mới họ sẽ để một cái miếng kim loại bóng để cái tên và cái thương hiệu của cái chai nước hoa. Nó sẽ hơi khác so với là những cái chai cũ trước đây họ chỉ để một cái tem bóng thôi. Tuy nhiên ở cái phần thiết kế mới này thì cái miếng kim loại bóng á, nó sẽ khá là khó nhận biết được cái tên thương hiệu và cái tên của mùi hương nước hoa. Các bạn phải nghiêng góc á, thì các bạn mới thấy rõ được cái tên của thương hiệu, chứ để trực diện á, thì nó hơi khó. Lúc mà ở ngoài store á, thì nhiều ánh đèn nó chiếu vào trên nước hoa nó khó nhìn lắm. Và hơn nữa đây là một cái phiên bản mới cho nên nó chỉ có size 50ml thôi, nó sẽ không có những cái size nhỏ hơn như là travel size 10ml hay là 30ml, cũng không có những cái size lớn hơn như là 100 hay là 250ml, đặc biệt là 250ml. Mình thấy những người ở Việt Nam hay mua về để chiết thì nó cũng không có. Có một điều mà mình không chấp lắm nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ, đó chính là có thể là cái phiên bản Woodwood Perfume này nhà Tom Ford họ mới bán và họ muốn thử nghiệm xem là cái mùi hương này nó có bán được hay không, cho nên họ chỉ làm duy nhất một size thôi. Và hiện tại chỉ có chai Woodwood Perfume này và một chai nữa, đó chính là chai Nelly Portofino Perfume cũng mới ra mắt năm 2024 này luôn á. Chỉ có hai chai này là có size 50ml thôi, còn những cái mùi hương nước hoa khác thì nó có khá là nhiều size khác nhau. Và cái điều mà làm mình suy nghĩ đó chính là có thể cái chai Woodwood Perfume này và cái chai Neroli Portofino mà phiên bản perfume luôn á, thì có thể nhà Tom Ford họ chỉ sản xuất một số lượng giới hạn hoặc là sản xuất trong một thời gian nào đó thôi. Sau đó thì maybe họ có thể ngừng sản xuất, mà cái này mình không dám chắc. Bởi vì nếu các bạn đã tìm hiểu về nhà Tom Ford á, thì lúc trước á, mùi Woodwood và chai Neroli Portofino luôn á, họ có hai cái phiên bản khác nữa, đó chính là Woodwood phiên bản Intense và Neroli Portofino mà phiên bản Forte á. Thì hai cái phiên bản đó nó được sản xuất một thời gian rồi cũng bị ngừng sản xuất luôn. Tiếc là mình cũng chưa được ngửi hai cái mùi hương đó nữa. Thì ở hai cái thiết kế mới này của nhà Tom Ford đó, nó khá là giống cái thiết kế lúc trước của cái chai Woodwood Intense và Neroli Portofino mà phiên bản Forte á. Nhưng tuy nhiên thì đây cũng chỉ là nhận định dựa trên quan điểm cá nhân của mình thôi. Có thể là nhà Tom Ford sẽ tiếp tục bán nhưng cũng có thể là họ bị ngừng sản xuất. Cái này á, thì mình không nói trước được, tự nhiên mình có cảm nhận như vậy thôi. Và đó là sơ lược qua một chút về ngoại hình, thiết kế cũng như là dung tích size của cái chai Woodwood Perfume này. Đến với phần mùi hương của Woodwood Perfume này, mình sẽ xịt trên da rồi mình không xịt trên giấy nữa. Thì khi mà mới ngửi á, mình sẽ cảm nhận rất là rõ cái mùi hương gỗ oud gần như là ngay lập tức. Lúc đầu á, nó sẽ có mùi rosemary, rồi mùi của bạch đậu khấu và mùi của hoác hương nữa. Thật sự khi mà ngửi á, thì mình thấy cái mùi hương Woodwood Perfume này nó rất là giống cái mùi hương Woodwood bản EDP luôn. Nếu các bạn đã đọc qua cái bài viết của mình cũng như là xem cái video short mà mình mở hộp cái chai Woodwood Perfume này rồi á, thì các bạn có thể biết là mình mua cái chai nước hoa này ở nước ngoài. Và khi mình ngửi ở store á, thì
Thì đầu tiên là mình ngửi cái mùi hương Oud perfume này trước. Sau đó thì mình muốn so sánh cho nên mình xịt thêm một shot nữa ở bên tay phải về cái mùi hương Oud EDP này. Và khi mà mình ngửi á thì thật sự cái mùi hương Oud EDP này mình không có ngửi được, tại vì cái mùi hương này á mình ngửi trước và nó đậm hơn rất là nhiều. Cho đến khi mình về đây á thì mình muốn test lại thêm một lần nữa. Và mình test, mình xịt cái mùi hương EDP này ra mình ngửi trước. Sau đó thì mình mới xịt cái mùi hương Oud perfume này ra mình ngửi sau. Và khi mà đến khi mà mình ngửi cái mùi hương Oud perfume này á thì thật sự đúng là cái mùi hương nó đậm và nó rõ nét hơn rất là nhiều luôn. Những cái gì mà bạn ngửi được cái ở cái phiên bản Oud EDP trước đây á thì nó đều được thể hiện ở cái phiên bản Oud perfume này hết. Có điều là nó sẽ đậm hơn, nó rõ nét hơn và nó cũng có phần tối hơn một chút. Và nếu phải so sánh ở những cái thương hiệu khác á, khi mà từ bản Oud perfume lên bản perfume á thì nhiều khi nó là một cái mùi hương nó tối hơn, nó đậm hơn hoặc là nó ấm hơn. Có thể nó cũng sẽ là một mùi hương hoàn toàn khác luôn. Tuy nhiên ở hai phiên bản này của nhà Tom Ford đó, thì sự khác biệt nó rất là khó để nhận biết. Sự khác biệt lớn nhất đó chính là cái mùi hương perfume á, nó sẽ đậm mùi hơn, nó dày mùi hơn thôi. Chứ nó thật sự nó giống nhau tới 90-95% lận. Thậm chí là khi mà các bạn để hai mùi hương cạnh nhau để các bạn so sánh á, thì gần như cái phiên bản này các bạn không có ngửi được. Cái điều đó cho thấy là cái mùi hương nó khá là giống nhau. Và dường như nhà Tom Ford đó họ cũng đã cố gắng cải thiện rất là nhiều ở cái mùi hương Oud, cái phiên bản perfume lần này. Còn về hiệu năng mùi thì mình nghĩ đây cũng sẽ là một vấn đề mà các bạn rất là quan tâm ở cái phiên bản perfume mới này. Thì độ lưu hương ở trên da của mình á, mình thấy nó lưu khoảng 7 gần 8 tiếng. Từ 7 tiếng á, thì nó sẽ trở thành kim sen. Nó không thực sự quá lâu nhưng mà so với là cái phiên bản Oud Parfum á, thì nó cải thiện hơn khá là nhiều rồi. Khi phiên bản Oud Parfum nó ở trên da mình maybe được khoảng 4 tiếng, thậm chí là từ tiếng thứ ba tiếng thứ tư á, là nó thành skin scent rồi, mình phải đưa tay mình ngửi gần á, thì mình mới ngửi được. Còn ở cái phiên bản perfume này á, thì lúc mà mình trải nghiệm á, mình xịt nó trên cái mu bàn tay trái nè, rồi mình đi ăn, mình đi uống cà phê, lúc nào mà mình có hoạt động cử chỉ tay á, thì mình đều ngửi được cái mùi hương Oud Parfum này hết. Thật sự nó rất là rõ, mình không cần đưa tay mình ngửi gần, mình chỉ cần thoảng tay thôi là mình cũng đã ngửi được cái mùi hương nước hoa này rồi. Còn luôn trên quần áo thì mình thấy nó bám cực kỳ dai luôn, nó khoảng hơn 12 tiếng lận. Thì để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Đó chính là sau khi mà cái hôm mình mua cái chai nước hoa này về á, thì ngày hôm sau mình có đi chơi với bạn của mình. Thì mình quyết định là mình xài cái mùi hương này, tại vì mình muốn test thử nó, mình mới mua mà. Cho nên mình muốn xem là cái mùi hương, hiệu năng mùi, độ lưu hương, độ bám tỏa nó có tốt hay không. Thì cái ngày hôm đó mình chuẩn bị quần áo, mình mặc đồ xong hết rồi, mình xịt nước hoa luôn rồi. Chỉ đợi bút xe để mà đi thôi. Tuy nhiên á, thì cái ngày hôm đó là cái ngày mà mưa rất là lớn. Và cái chỗ mình ở á, thì khi mà mưa lớn quá nó rất khó để book được xe. Mình ngồi mình coi cái điện thoại thì nó cứ thể hiện là finding driver không à, không có book được xe. Cho nên mình và bạn mình quyết định là ở nhà thì mình thay cái bộ đồ ra để mình để ngày hôm sau nếu mình có đi ra ngoài thì mình sẽ mặc lại cái bộ đồ đó. Thì qua ngày hôm sau á, mình lấy cái bộ đồ đó rồi mình mặc á, thì mình không cần ngửi cái mùi hương ở trực tiếp trên quần áo, mình chỉ có mặc vô thôi. Và thật sự á, là cái mùi hương nó vẫn còn và nó còn rất là rõ. Cho nên á, ở cái mùi hương này á, nó bám cho quần áo thì mình nghĩ chắc có thể là một ngày luôn á. Nó bám cực kỳ lâu luôn. Phải nói á, là cái độ lưu hương ở cái phiên bản mới này nó được cải thiện hơn rất là nhiều. Còn về độ tỏa hương á, thì nó tỏa cũng không quá xa, khoảng gần một cánh tay thôi. Cái mùi hương này á, thì nó không hẳn là tỏa xa nhưng mà những cái người ở gần á, thì vẫn ngửi được cái mùi hương này của bạn. Cho nên các bạn nào mà quan tâm về hiệu năng mùi, độ lưu hương, độ tỏa hương ở cái phiên bản Oud này á, nó có tốt hay không á, thì mình nghĩ các bạn sẽ bất ngờ luôn á, bởi vì mình cũng như vậy. Lúc mình đi du lịch á, thì mình không có mang nhiều chai nước hoa, mình chỉ mang một cái chai Thermin Fanfare thôi. Sau đó thì mình mua cái chai Oud này. Những cái hôm mà đi ra ngoài vào ban ngày á, thì mình sẽ xài cái chai Thermin Fanfare. Còn những cái hôm đi buổi tối á, thì mình sẽ xài cái chai Oud Perfume này. Và thật sự á, trong suốt khoảng thời gian mình trải nghiệm á, thì thật sự mình rất là mê. Mình không có giai đoạn nào mà mình chán khi mà mình xài cái mùi hương nước hoa này liên tục hết. Phải nói là kiểu mình bị nghiện cái mùi hương này luôn rồi đó. Bên cạnh đó thì vào cuối ngày khi mà mình về mình tắm á, khi mà mình xối nước lên á, thì ở những cái vị trí xịt như là ở phía sau cổ á, thì cái mùi hương này nó sẽ bốc lên. Nó giống như là nó là giai đoạn cuối cùng để các bạn enjoy cái mùi hương này lần cuối trước khi mà nó bị trôi đi hoàn toàn vậy. Mình thấy nó cực kỳ đã luôn. Phải nói là cái trải nghiệm của mình ở cái mùi hương này nó rất là tuyệt vời.
Đến phần đánh giá của cái chai Oud Wood Parfum này thì như các bạn đã thấy mình đã dùng không biết bao nhiêu lời khen cho cái mùi hương này rồi. Thật sự đây là một cái mùi hương nó rất là độc đáo, nó có nét cá tính riêng mà rất là hiếm chai nước hoa nào có thể làm được giống như vậy. Mà không phải tự nhiên á, là cái mùi hương Oud Wood này nó là một cái mùi hương iconic, một cái mùi hương biểu tượng của nhà Tom Ford đâu. Nếu các bạn nào ở nước ngoài á, khi mà các bạn đến quầy nước hoa của Tom Ford mà các bạn hỏi những người bán á, đâu là cái mùi hương mà nhiều người mua nhất hoặc là nhiều người thích nhất thì họ sẽ giới thiệu cho các bạn cái mùi hương Oud Wood này. À, thậm chí là có những cái quầy á, họ còn để riêng một kệ để trưng bày những cái sản phẩm của Oud Wood thôi. Thì bởi vì cái mùi hương Oud Wood á, nó không chỉ là nước hoa mà nhà Tom Ford họ còn làm thêm như là nến thơm, rồi sữa tắm, dầu gội hay là xịt khử mùi nữa. À, cái điều đó cho thấy á, là cái mùi hương Oud Wood này á, có rất là nhiều người thích, cho nên á, là nhà Tom Ford họ mới làm ra nhiều cái sản phẩm mùi hương khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó quay lại cái vấn đề mà về hiệu năng mùi của những chai Oud Wood trước đây á, mình biết á, là những cái chai Oud Wood này á, về hiệu năng mùi á, nó sẽ khá là kém, cho nên á, bản thân mình muốn tìm một cái mùi hương mà ít nhất nó phải gần giống nhưng mà hiệu năng mùi nó phải tốt hơn. Thì lúc đó mình có tìm được cái chai Cavit Oud của nhà Tamin á. Thật sự á, lúc mà mình tìm được cái chai nước hoa đó thì da mình khá là hài lòng ở cái hiệu năng mùi của chai Cavit Oud đó. Tuy nhiên nói về mùi hương á, thì tất nhiên nó không thực sự thuyết phục. Cái mùi hương Cavit Oud á thì mình có làm một cái video so sánh rồi, các bạn nào quan tâm á, thì các bạn có thể xem qua cái video đó nhé. Tất nhiên là mùi hương Cavit Oud nó rất là giống cái mùi hương Oud Wood này, tuy nhiên cái mùi hương nó sẽ không phần khô hơn, nó tối hơn. Tất nhiên đó phải là các bạn nào mà yêu thích mùi hương Oud Wood á, thì khả năng cao là đôi khi cái chai Cavit Oud đó nó sẽ không thực sự làm hài lòng được các bạn. Cho đến khi mà mình nhận được cái thông tin á, là cái chai Oud Wood Parfum này nó được ra mắt, mình nhớ mình có làm một cái video short tầm hơn 1 năm về trước, mình nói là nhà Tom Ford đó họ sẽ ra mắt cái phiên bản Oud Wood Parfum này. Các bạn nào mà lục lại các bạn sẽ thấy là mình có giới thiệu về cái chai Oud Wood Parfum này khoảng 1 năm trước khi mà mình có thông tin. Cho đến hiện tại thì mình đã sở hữu và mình đã được trải nghiệm cái mùi hương này rồi. Mình không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình hiện tại nữa, nhưng mà thật sự là mình khá là hài lòng, mình khá là thích ở cái phiên bản Parfum này. Tuy nhiên có một vấn đề ở cái chai nước hoa này, và đó cũng là điều mà mình muốn các bạn cân nhắc khi mà mình nhắc ở đầu video á. Đó chính là giá tiền. Thật sự mình thấy giá nước hoa của Tom Ford nó càng lúc nó càng đắt. Mình nhớ khoảng trước dịch Covid-19 á, giá một chai Tom Ford đâu đó khoảng 300 mấy đô Mỹ. Còn bây giờ thì nó khoảng hơn 400 đô rồi. Cái chai Oud Wood phiên bản Parfum này á, có giá là 445 đô Mỹ cho size 50ml. Cái giá này á, nó sẽ bằng với là cái giá chai Oud Wood Parfum, lộn, Eau de Parfum mà các bạn mua size 100ml luôn á. Và cái đó cho thấy là cái giá nước hoa Tom Ford đó, nó càng lúc nó càng tăng, nó không hề nó giảm chút nào cả. Bản thân mình đó, thì mình không dám chắc đó là cái chai Oud Wood Parfum này khi nó về tới Việt Nam đó, là giá nó khoảng bao nhiêu, nhưng mà mình nghĩ nó cũng sẽ trên dưới khoảng 10 triệu cỡ đó, mình không dám chắc. Cho nên mình muốn khuyên thật lòng đó, là nếu các bạn yêu thích cái mùi hương Oud Wood Parfum này đó, thì các bạn nên thử mùi trước. Cái về mùi hương á, thì nó không phải là vấn đề, tuy nhiên á, là vì giá tiền nó rất là cao cho nên muốn các bạn là thử mùi trước để xem á, là các bạn có thật sự thích nó hay không, thật sự nghiện nó hay không, thì da các bạn xuống tiền mua á, thì nó cũng không có muộn. Và bởi vì các bạn đã xem tới đây rồi á, thì mình cũng muốn bonus cho các bạn thêm một thông tin nữa, đó chính là hiện tại á, thì nhà Tom Ford mình đang thấy có dấu hiệu á, là họ sẽ ra mắt thêm nhiều phiên bản parfum khác nữa ở những cái mùi hương cũ trước đây. Đặc biệt á, là những cái mùi hương mà bị phê bình á, là cái về hiệu năng mùi của nó, ví dụ là chai Oud Wood này hay là chai Neroli và Tofino á, đây là hai chai nước hoa mà bị nhiều người phê bình về hiệu năng mùi lắm. Và maybe trong tương lai á, thì sẽ có nhiều cái phiên bản parfum từ những cái mùi hương cũ khác của Tom Ford. Hiện tại thì mình có thông tin á, là cái chai Soleni á, nó sẽ ra mắt phiên bản parfum. Cái chai đó thì mình khi mà mình đọc ở những cái diễn đàn ở nước ngoài á, thì cũng thấy người ta phê bình nó là một cái mùi hương nó hơi nhạt và hiệu năng mùi nó cũng không tốt. Có thể lúc mà mình up cái video này lên á, thì maybe là cái chai Soleni nó được được mở bán rồi, có thể là như vậy. Cho nên đối với là các bạn nào là fan của nước hoa Tom Ford hay là yêu thích những cái mùi hương nước hoa Tom Ford á, thì giá của những chai nước hoa Tom Ford trong tương lai nó sẽ càng đắt hơn khi mà nhà Tom Ford họ sẽ đưa ra mắt cái dòng parfum giống như là những cái chai Oud Wood hay là Neroli Portofino á, thì giá nó sẽ càng đắt hơn nữa. Nếu các bạn yêu thích thì mình nghĩ các bạn tích lúa từ bây giờ thì cũng là vừa rồi. Cũng chính vì điều đó cho nên mình mới khuyên các bạn là các bạn nên thử mùi trước thật sự để xem là các bạn thật sự thích cái mùi hương đó rồi hẳn xuống tiền nó cũng không có muộn. Bởi vì nếu các bạn mua một chai nước hoa nó quá là đắt nhưng mà đem về các bạn không có xài thì nó đáng tiếc lắm. Và đó là đôi chút đánh giá của mình về cái chai Oud Wood phiên bản parfum này.
Về phần chấm điểm á, thì cái nét đặc biệt mình sẽ chấm nó ở mức là 5/5. Nhưng mà đã nói thì cái mùi hương này nó có nét cá tính riêng, nó đặc biệt và nó cực kỳ độc đáo. Về độ đa dụng á, thì mình sẽ chấm nó ở mức là 4.5/5. Cái mùi hương này không hẳn là nó sử dụng được quanh năm, nhưng mà mình nghĩ cái thời điểm mà sử dụng được cái mùi hương này cũng khá là nhiều, nó khá là dễ dùng chứ nó không có bị hạn chế. Và độ lưu hương á, thì mình sẽ chấm nó ở mức là 4/5. Độ lưu hương trên da từ khoảng 7-8 tiếng, còn lưu trên quần áo thì khoảng hơn 12 tiếng nữa, nó khá là lâu. Còn độ tỏa hương á, thì nó cũng tỏa hương không quá xa, khoảng gần một cánh tay thôi, cho nên mình sẽ chấm nó ở mức là 3.5/5. Và giá tiền á, thì mình sẽ chấm nó ở mức là 2/5 cho giá 445 đô la Mỹ cho size 50ml này thôi. Thì tổng số điểm của chai nước hoa này á, là 3.8/5. Thì vừa sau mình vừa chia sẻ với các bạn cái chai Woodwood phiên bản perfume này. Các bạn đã ngửi qua cái mùi hương nước hoa này chưa? Nó cũng còn khá là mới á. Và nếu các bạn ngửi qua rồi á, thì hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và nếu như các bạn xem video thấy hay và giúp ích được cho các bạn á, thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và mình ra một video mới vào tối thứ bảy mỗi tuần. Nếu mình có thêm thời gian á, thì mình sẽ cho thêm một video vào thứ tư nữa, cho nên các bạn không bỏ lỡ đâu.